Sau đêm hoan lạc, gái bán dâm không ngờ đến cảnh kinh hoàng vì yêu cầu làm Phật lòng khách. Ngày 10 tháng 4, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Long Biên, Hà Nội đang tạm giữ hình sự Hà Văn Vụ, 22 tuổi, ở huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa để điều tra về hành vi giết người. Dân trí đưa tin, ngày 7 tháng 3, Vụ từ Bắc Ninh đi Hà Nội để xin việc. Tối cùng ngày, nghi phạm thuê một nhà nghỉ ở phường Bồ Đề, quận Long Biên. Tiếp đó, Vụ gọi một gái bán dâm trên mạng giá 1,5 triệu đồng. Theo gia đình và xã hội, sau một đêm hoan lạc, sáng hôm sau, cô gái bán dâm này yêu cầu Vụ thanh toán số tiền 2,5 triệu đồng. Tuy nhiên, Vụ không đồng ý số tiền trên nên hai bên đã xảy ra mâu thuẫn, xô xát. Đỉnh điểm, đối tượng đã đánh đập, bóp cổ gái bán dâm đến tử vong. Hiện vụ án đang được Công an quận Long Biên tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.